Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hùng Tiết xin kính chào quý vị. Như quý vị đã biết, ngày hôm qua trong tại hội trường này chúng tôi có một cái buổi hội thảo về vấn đề môi trường Việt Nam. Thì chúng tôi cũng có mời được tiến sĩ Martin Thanh từ Texas về đây với chúng tôi trong cái buổi hội luận ấy. Thì vì thời gian có hạn, cho nên chúng tôi không có nói được nhiều về cái vấn đề môi trường Việt Nam nhất là vấn đề vụ án. Thì hôm nay chúng tôi lại một lần nữa dùng cái thời gian này để cùng trò chuyện với tiến sĩ Mai Thanh một người rất là am tường về môi trường cũng như là những cái vấn đề về Việt Nam à, như thế nào à, thứ nhất là về nước uống thứ hai là ngộ độc và những cái vấn đề mà liên quan với môi trường Việt Nam thì một lần nữa xin kính chào tiến sĩ Mai Thanh Triết. Dạ tôi Mai Thanh Triết xin thân chào quý khán giả của đài VNTV dạ. Chào anh Triết. Chào tiến sĩ. Dạ thì như quý như, như như tiến sĩ biết đó là dân của mình nhất là người hải ngoại và dân trong nước bây giờ này rất là xôn xao về cái vấn đề phòm và vấn đề bụng án bộ cá chết thì hôm qua mình sơ sơ nói về là tại sao nó có thể xảy ra những cái chuyện như vậy thì hôm qua mình có đưa ra cái giả thuyết là có thể là bị ngộ độc phải không thưa tiến sĩ thì yeah. cái sự ngộ độc của nó nặng nhẹ thì hôm nay mình có thể đào sâu hơn chút xíu được không thưa tiến sĩ nha? Yeah. thì thưa quý vị chúng tôi hôm qua chúng tôi chỉ bàn về cái vấn đề dũng án và cái việc xả thải 12.000 thước khối một ngày nó đi đến từ đâu nó có phải đi đến từ cái nước xả thải của các nhà máy ở dụng vụ án hay không hay là nó đi đến từ nơi khác và đặc biệt hơn nữa thì những vụ cá chết ở ngoài khơi xa 50 hải lý 300 hải lý xa gần cái biên giới phi lục tân thì có phải là có một cái sự liên quan nào đó với vụ án hay không thì vì thời giờ có hạn chúng tôi chỉ nói sơ lược là đó là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau và cái việc xả thải ở vụ án thì có một nghi vấn cho thấy rằng rõ ràng rằng cái sự xả thải đó nếu có xả thải từ vụ án thì cái nước thải đó đến từ một nơi nào khác vì cho đến giờ phút này Cái công ty cán thép, gan thép của Vũng Án Chưa có cái lò nấu cao ba 000 độ ép Cái lò nấu cao đó có nhiệm vụ Để biến than đá than đá thành than cốc Và có nhiệm vụ trộn lẫn với sắt để mà làm ra thép hay gan tùy theo cái tỷ lệ than trong đó. Có nghĩa là mà... có nghĩa là tiến sĩ nói là nếu mà thực sự là Formosa hoặc là cái cái, cái công ty đó nó sa thải ra thì nó chỉ là gọi là nó chỉ ảnh hưởng cái 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 vùng rất đúng, là nhỏ đúng, trong đó đúng thôi chứ không thế có thế thể anh... nào mà mà đi xa rộng ra như như, hiện, có, hiện có như vậy cái hiện tượng hiện tượng Có hai cái vấn đề dạ vâng. tôi muốn nói ra là cái mức xả thải 12.000 thức khối một giây đó không hẳn là nước xả thải từ nó mặc dù nó ra từ vũng án nhưng yeah. không hẳn là từ các nhà máy ở vũng án được. vì sao vì cái lò cao mà nấu ba ngàn, ngàn độ đó để làm gan thép đó đã, đã mới vừa được xin phép vào tháng 12 2015 với sự nhập cư của 10.000 thợ thì trong vòng 5 tháng chúng tôi không nghĩ rằng một cái lò đó có thể thực hiện để yeah. bắt đầu cái khâu xả. Thải. Nếu mà như vậy hôm qua mình có đưa ra cái giả thuyết chính như thì tiến sĩ đưa ra cái giả Chúng tôi đưa là... ra cái giả thuyết rõ ràng rằng là, là tại Quảng Đông, tại thành phố Quảng Châu cái công ty gang thép hệ thống công ty gang thép đã có mức sản xuất không phải là 7 7 triệu tấn như dự định ở nhà máy dụng án mà bảy chục triệu tấn. triệu tấn và đó họ đã sản xuất hàng 10 năm nay rồi dạ, vâng. do đó mức xả thải của vụng án có thể là cái mức xả thải của những công ty gang thép tức, ở Quảng Đông tức từ vào. từ từ Quảng Đông mà nó đưa chuyển xuống vào. hay là nó chuyển tàu xuống chuyển hay là... đó là một cái vì bị... vì sao vì cái công ty Formosa là một công ty có cái tiền án trước là ngay cả cái vụ ở tại 400 tấn ở tại Sinuc View hồi năm 2013 và ngay cả tại Hoa kỳ này một chi nhánh của công ty Moza đã xả thải vào sông Mississippi yeah. và đã bị EPA Hoa kỳ phạt 18 triệu vào năm 2009 thưa anh. Yeah. Đó nếu là... mà thực sự là cái nghi vấn đó là đúng từ một cái công ty ở Quảng Đông đem xuống với một cái số ừ. lượng như vậy thì cái môi trường của Việt Nam của mình nó sẽ bị ảnh hưởng Gọi là nếu mà thật sự là như vậy đó Thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong cái thời gian dài Dạ yeah, là... thưa anh Thì để trả lời câu hỏi đó Thì hôm qua tôi có nói sơ Hôm nay tôi xin đi vào chi tiết Giả sử rằng vũng án có xả thải, nước thải Thì nước thải đó ảnh hưởng đi từ đâu yeah. Thì câu trả lời là Được Tổ chức Y tế Thế giới WHO của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra những cái quy luật về xả thải ở ngoài biển và những cái định mức để phân tích nước biển để cho phép thì đây định mức thứ nhất là cái limit cái giới hạn là bốn cây số 4 cách bờ biển cái định mức đó thì cho phép những hóa chất kim loại nặng chúng tôi nói những kim loại cơ bản mà thôi mà trong cái quá trình xả thải là thủy ngân chì Uh, thủy ngân trì arsenic uh, chrome và các hóa chất là nitrogen và phosphate yeah. là có một cái định mức tới cho tới mức bốn cây số 4 ngoài bờ biển có cái định mức giới hạn của cái định mức xả thải mà nước thải lỏng của epa đã thiết lập yeah. và cái định mức thứ hai là mức xả thải đã được đã coi như cái định mức nước xả thải đã được thanh lọc nghĩa là đã được xử lý yeah. là ở vào cây số 55 cách cách bờ biển cách bờ biển 55 số. cách biển. điều đó chứng tỏ rằng cái gì điều đó chứng tỏ là mặc dù cái độ đậm đặc cái nồng độ của mức xả thải trong bờ ra như thế nào đi nữa mà khi ra đại dương thì tới cây số 55 là cây số giới hạn thì sau cái cây số đó thì chắc chắn với cái sự loan loãng của đại dương với cái thể tích lớn như vậy thì cái ảnh hưởng ngoài cây số 55 hoàn toàn không có, có ảnh hưởng gì có nghĩa gì là, là nếu mà mình nói theo cái cái, cái sự cái, cái, cái sự giải thích của của tiến sĩ đó là nếu mà thực sự họ có chưa có thanh lọc cái nước đó đi hay là nếu mà có xảy dạ. ra cái chất độc ừ. thì ra ừ. ngoài 55 ừ. km của cái. của vậy là tức là không, là còn, không gì còn nữa. Không gì còn gì nó nó loãng quá dạ. cái mức nhưng độ mà, đó. Không nhưng mà nếu là... mà như vậy hôm qua mình nói, mình thấy đó là có những cái 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 loại cá mà nó ở rất là xa mà ừ. nó cũng bây giờ lại trôi dạt vào bờ, bờ mà nó có thể đi xa ngoài cái 55 km như vậy là cái hiện tượng đó làm sao? Loại cá xa và loại cá lớn và loại cá ở sống ở dưới mặt đáy. Dạ. Thì Điều đó, cái hiện tượng đó có thể nói rằng đó không phải là do ảnh hưởng của yeah. bất cứ một chất độc nào từ dũng án yeah. Mà đó là do ảnh hưởng tại một chỗ bị nhiễm độc Mà tại một chỗ nhiễm độc đó, đó là chỉ có sự đầu độc của tàu hải giám, yeah. của 50.000 tàu đánh cá của Trung Cộng Mà thôi điều đó, chính Trung Cộng đã chứng minh cái điều sử dụng quá chất độc hại, quá chất độc để đi đánh bắt cá mà đã từng bán cho Việt Nam và Liên Hiệp Quốc xin thưa rõ à. ràng Liên Hiệp Quốc và và IMF là quỹ tiền tệ thế giới đã đã chứng minh rằng vào năm 1997 chính trung cộng đã bán những cái túi cyanide là cyanide đó để cho ngư dân tại Nha Trang và Phan Thiết đánh bắt cá thưa anh. Đó là cái Tức đó là, là dùng một chất độc để mà dùng chất độc thì khi mà những cái túi cyanide đó đi thả xuống bờ đáy biển thì đỡ chạm với những cái san hô đó bể ra thì chỉ trong vòng nửa giờ là cá dưới đáy biển nổi lên. Thưa anh, một tại sao cái sự đó vì dưới sang bờ biển Việt Nam là một bờ biển cấu tạo bằng những san hô yeah. mà san hô là một cái vùng để cá ở và cá sinh sản yeah. vì cho nó chống chọi mọi cái thủy triều, mọi cái sóng gió. Thì nếu mà như vậy, nếu mà điều... như vậy có cái chất cyanide đó thì cá nó sẽ chết. Mà nếu mà cá sẽ chết, đó mình có thể tiêu dùng cái cá chết đó được, dùng cái chất cyanide đó được không? Trong trường hợp yeah. bị nhiễm độc cyanide thì cá bị chết trong cái giai đoạn đó mà cyanide thì sau đó bị quá giải do yeah. đó cá trong nhiễm độc đó có thể được ăn được mà yeah. cá bị nhiễm độc bằng những kim loại nặng như chì như thủy ngân như uh, thạch tính, axenic yeah. và hai chrome thì những cái kim loại nặng đó đi vào các mô yeah. thịt của cá có nghĩa là bây giờ mình có hai giả thuyết, một là cá chết bằng bởi cyanide, những cá đó chết lên mình có thể ăn được đúng không? Có vâng. thể có, thể ăn, có được. thể ăn được và có, có thể, thể những cái kim yeah. loại mà từ những cái cái lò ở bên Quảng Châu đem xuống, yeah. Quảng Đông đem xuống thì nếu mà những cái lò đó mà đem xuống thì có những chất độc giống như, như hồi nãy mình nói đúng, đó đúng là, là là chrome, thì... hoặc là không ừ. phải là là mercury hay là này kia. Thì với cái chất lượng như vậy đó thì mình nói trong 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 một cái 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 làng cá đi, nếu mà khi mà bị bị ảnh hưởng bởi những cái, cái chất độc đó thì có những con nó chết, có những con nó không chết. Thì chúng thì tôi cái giả ảnh hưởng lâu dài thì Đúng thì... như vậy dạ. thưa anh, chúng tôi có thể nói giờ giả sử rằng trong cái giới hạn của 55 cây số, cái nguồn cá còn sống. Dạ. Vậy dĩ nhiên trong cái chừng mực dưới 4 cây số rưỡi chắc chắn cá phải chết. Dạ. Nhưng mà từ 4 cây số rưỡi cho tới 55 cây số đàn cá đã cũng đã bị nhiễm độc vì nước đó vẫn dạ. là đà nước ô nhiễm. Dạ. Nhưng mà sự nhiễm độc đó không gây cho con cá chết yeah. nhưng mà con những kim loại nặng chúng tôi vừa nói đó đã tích tụ trong các mô của cá yeah. và qua cái cái chu trình thực phẩm food chain đó yeah. thì cá chim ăn cá chim bị nhiễm độc con người ăn chim ăn cá con người bị con nhiễm bị độc mà không làm con người chết cái sự chết bằng những cái kim loại nặng đặc biệt là arsenic nó không có gây cái phản ứng trong một tháng một năm mà dạ. nó kéo dài hai ba chục năm Thế anh chính vì lý do đó mà trong nhiều cái chương trình sự nhiễm độc thực phẩm chúng tôi có nêu ra quý vị ăn thấy độc nhưng mà nhiều nhiều người đặt ra chúng tôi ăn cả mấy năm nay đâu có thấy gì đâu dạ. nhưng sự thật rằng cái ảnh hưởng đó Tức, không phải một hai năm dạ. nếu anh... mà nếu mà mình nói theo theo cái phương diện khoa học hoặc là cái chất hóa học đó hoặc là chất độc thì mình có nghe nói là khi mà có những đàn chim nó tới nó ăn 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 cá và chim chóc nó cũng cũng vì đó người mà nó sanh bệnh và nó chết đi thì với một cái cái người mà mà bị bị độc như vậy hoặc là một cái chim mà nó ăn một cái con cá mà bị độc như vậy thì cái chất độc của trong con cá tức là rất là mạnh phải không thưa, chắc chắn như vậy và cái chuyện này đã xảy ra yeah. một cái chuyện cho đến ngày vào ngày 6 tây tháng 5 tôi nhớ rất là rõ ràng vào yeah. 6 tây tháng một số tin tức ở tại bệnh viện đà nẵng là nhập số người nhập viện vì ăn cá trúng độc. Vì sau đó người dân cũng bắt buộc phải đánh cá. Dĩ nhiên yeah. một số người không mua nhưng mà họ đâu còn có người dân đâu còn lựa yeah. chọn nào khác ngoài việc ăn cá. Thì và đi... một số người đã trúng độc. Và tại Quảng Bình đã có hai Nghệ An một người chết và Quảng Bình hai người chết vì trúng độc ngộ độc. Yeah. Và cho đến ngày nay người ta chỉ nói ngộ độc vì ăn cá yeah. và chưa có một cái chứng minh nào khác. Yeah. Vì ăn cá. Thì bây giờ này mình nói ra là một cái chu kỳ của một cá sinh trưởng đó thì cũng phải tốn vài ba tháng đúng không? Đúng như Bây giờ này mình đã mất là hai tháng trời rồi nhưng mà bên Việt Nam vẫn chưa cho biết là cái nước bị độc hay là bị độc như thế nào hoặc là cái 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 vùng đó nó ô nhiễm như thế nào thì nếu mà trong cái cái gọi là cái kinh nghiệm của của tiến sĩ đó thì bây giờ này mình nói là cái cái chu kỳ nó dài hơn cái sức tưởng tượng của mình Dạ. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì còn bao lâu nữa mình mới nghĩ là nó sẽ gọi là nó bị bị thanh lọc đi hết bởi nước biển hoặc là những chúng cái chất độc tôi... đi, nó sẽ sa thải đi bớt. Vì cái sao? vấn đề được đặt ra là hoàn toàn chúng tôi không có thông tin và dạ. chính là cái nhà cầm quyền của cộng sản Bắc Việt cũng không tiết lộ thông tin dạ. và có thể họ biết và có thể họ không biết. Bây giờ giả sử chúng ta nói phân tích về cái sự xả độc của Dũng Án thì tại làm sao nếu mà có sự xả xả thải liên tục 12 000 thước khối một ngày liên tục thì cái sự nhiễm độc nó có tính cách là liên tục yeah. nghĩa là cá tiếp tục chết dài 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 từ trên xuống dưới yeah. nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt là tại Quảng Bình Quảng Bình tại Đồng Hới chỉ cách cái sổ xả thải dụng án chưa đầy bốn chục cây số mà từ khi mà cái sau cái vụ chết tới ngày mười mấy tây tháng tư đó thì hoàn toàn không có hiện tượng cá chết ở quảng bình xảy ra nữa. Yeah. Đùng một cái vào cuối tháng 4 là cá chết nở rộ tại vùng đó. Trong yeah. lúc đó trong cái khoảng giữa thời gian cá chết. Nếu mà như vậy là giả, giả thuyết sự... của tiến sĩ là sao? Là giả thuyết của tôi là, rãi là sao? cái sự thải rải độc hay yeah. cái sự xả thải đó nó có giới hạn, nó có chừng mực. Yeah. Vì phản ứng, thí dụ họ đã xả thải từ từ ngày 1 tới tháng 4 và khi mà 6 tây tháng 4 bắt đầu lộ diện thì vị người dân phản ứng yeah. và việt nam phản ứng thì họ ngưng xả thải thì khi cái đợt đó nó làm rộ đi thì cái mức nhiễm độc đó đi, yeah. bị không còn nữa nó bị loãng đi hết yeah. rồi nhưng mà khi em em cái họ xả thải ừ. tiếp tục rồi, thì cái việc mà xã bị nhiễm độc ở tại quảng bình lần thứ hai đấy chứng minh được rằng cái mức xả thải nó không liên tục và xả thải ở mức đầu độc có không liên tục có ngưng động và xảy ra thì điều đó chứng tỏ rằng cái hoạt động của của cái hệ thống nhà máy xử lý một lần nữa cho chúng chúng ta thấy rõ ràng là, yeah. là những nhà máy đang sản xuất đó tạm gọi chưa có hoạt động mà sự xả thải đó được yeah. ngưng động vì lý do gì đó yeah. chắc chắn có nghĩa có... là với một cái cách nhìn mà giống như tiến sĩ vừa trình bày yeah. đó là cái cái ngư dân của mình bây giờ này đó là không biết phải làm sao thứ nhất đó là lâu lâu họ xả ra yeah. rồi họ rút lại exactly. đúng không đúng tức là vậy. khi mà họ yeah. nghe rầm rộ lên là họ sẽ ngưng yeah. hoặc là họ mới xả mạnh đò... yeah. Yeah. thì khi mà làm như vậy thì cái chu kỳ đó đó sẽ là còn dài dài năm 3 yeah, năm, yeah, yeah. năm, tháng năm ba năm mình cũng chưa biết được thì nếu như vậy thì thì mình thấy những cái, cái cái tình trạng của người Việt Nam đồng bào Việt Nam mình bây giờ này trong tình trạng đó nhất là những cái người ngư dân sống theo cái ven biển đó thì với một cái người gọi là <laughs> nghiên cứu môi trường thì đối với chú nghĩ là họ sẽ ra sao và cái 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 môi trường sống của họ sẽ ra sao? Nó hai cái vấn đề được đặt yeah. ra thì họ bắt buộc phải đánh cá phải tiếp tục đánh cá mặc dù họ biết cá họ không lường được cái mức độc hại của con nhưng cá như thế nào vì là sao dạ, đánh rồi ai ăn bán không được thì họ phải ăn mà thôi đó là một cái vấn đề thứ nhất Tức nhưng là tự mà tự mình giết mình tự mình giết mình yeah. bắt mình bắt buộc ngay cả như cái cái cộng rau người dân miếng thịt miếng thịt bò miếng thịt heo yeah. người dân đều biết rằng đó có chích thuốc để mà tăng trọng để yeah. mà không có mở đều biết rõ ràng yeah. biết con tôm con cá con gà thối chết mà họ yeah. phải xài vì họ không có chọn lựa nào khác trừ những cán bộ cao cấp yeah. thì ngài tình trạng ngày hôm nay như vậy chính vì cái tình trạng đó mà chúng tôi nghĩ rằng cái việt nam sẽ đến một cái giai đoạn rất là uh, nguy hiểm nguy hiểm không phải vì cái sự tàn sát sự tàn ác của đảng cộng sản bắc việt mà nguy hiểm vì người dân miền cái gạo cái nôi của vừa lúa miền đồng bằng sông cửu long dạ, không còn nữa trong mùa hôm nay thì nạn đói đã bắt đầu xảy ra vì thiếu gạo và thiếu lương thực thực phẩm dạ. cái nguồn cá là cái nguồn chánh thì do đó những chuyện gì xảy ra từ đây cho những ngày sắp tới thì quả thật đó là một điều khó tiên liệu và chúng tôi nghĩ rằng những cái điều khó tiên liệu đó có thể mỗi người trong chúng ta ở hải ngoại và trong nước tự nghĩ tới và ngày hôm nay chúng tôi toàn hoàn toàn đặt tin tưởng vào cái tinh thần của tuổi trẻ tuổi trẻ đã loại cái cái chủng tử sợ trong người và cái chủng tử sợ ngày hôm nay chính tuổi trẻ đã giao vào giao vào trong cái não trạng của những người đảng viên cộng sản chính họ là những người sợ chúng ta nhất nếu chúng ta nhìn hạ, hạ lên những cái hình ảnh trên youtube trong các buổi biểu tình vừa qua nếu chúng ta nhìn cái hình ảnh đặc biệt là buổi, buổi biểu tình trận cái quốc lộ 1 ở tại phan thiết vừa qua thì yeah. chúng ta thấy rằng cái sự sợ hãi của những người công an ngay cả họ giả dạng mặc áo xanh làm vụ đảng đi yeah, nữa à. đó cái sự sợ hãi đó sẽ tăng cường và chính vì cái sự đói sự thiếu đó và cái tuyệt vọng đó sẽ tăng cường đó là tăng cường cái niềm tin của trẻ trẻ và sức mạnh của trẻ thì hy vọng chúng ta có thể làm được một cuộc đổi đời cho cái xã hội Việt Nam yeah. trong những ngày sắp tới. Cảm chúng... ơn tiến sĩ. dạ. Yeah. Yeah. Kính thưa quý vị, à, vì thời gian chúng tôi có hạn, cho nên chúng tôi tạm ngưng cái cuộc nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Martin Thanh Triết tại đây và xin mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi một cái đề tài khác chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với uh, tiến sĩ Martin Thanh Triết uh, nhân cái dịp ông về San Diego. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào cái chương trình kế tới. Yeah.